đồ nhấp kính không? Không thì đâu có mệt đâu. Vừa làm mà vừa nấu luôn. Không, cái kèo này chắc có mà. Có mà ít sao ta? Đầu tiên mới làm gì hả? Xíu, mình bắt mình nuôi đó. Lựa ông chúa mình nuôi ra. Lựa ông chúa cắt cánh bỏ lại là nở nút. Rồi có giám đốc Kho Bạc lấy gì đó không vậy? Đâu có thổi thuốc là nó đi vậy. Lấy cái gì à, cắt cánh con ông rồi đó nhẵn. Lo bỏ em à. Nhẵn. Chứ anh Khanh, anh có vô ông chúa ruộng bê đi dọc rồi trở lại. Sao biết ông nào ông chúa? Để em móc cho anh coi. Đục mấy ông chúa. Nhẵn lấy đồ cắt con ông chúa nhẵn. Lấy cái kéo rồi mấy em. Trời ơi trời, đưa cái điện thoại vô luôn rồi. Dạ. Tôi quay tôi cận vô. Cấp giữ ông chúa lại nó mới gom bầu lại. Của ông bắt làm sĩ, mà mục đích này là gì? Quay rồi. Trời ơi, tụi mày với tụi nhóc chừng. Qua bữa nay đi với bà giả. Vô nữa. Ở đâu nhóc? Ở đâu mà nhóc? Dạ, ông muốn mà vô đích rồi, cần cấp cho ông. Ôi ốc. Giỡn một chai. Mà biết thì đâu giả. Mặt đó là mặt giả thôi. Lúc lúc mà vàng mà nó còn gấp ra đó, không biết là gừng tràm không á. Ở đây lung tràm cũng có ao mặt. Đó, không? Lung mà vàng là không biết nổi tiếng của ông Hiệp rồi. Nhưng mà mặt có chú là mặt dẻ. Thấy thôi. Nó đang tìm đang tìm con ông chúa của bầy. Sau đó là tìm cách giữ con ông chúa để giữ ông thợ. Đó đó, ông chúa đó, nó đó. Con thợ đấy. Con nó bự dữ vậy? Ba số mà nó đem nó như bắt ong đó. Thì nói không? Con đó là con ông thợ. Chậm lại đi. Những cái con này vòng vòng là con ông thợ. Như mấy đứa đứng vòng vòng đây là thợ. Trời ơi, bự gà phải không? Chú đứng vòng vòng đó chứ. Không, nó có con ông chú trong đó, bắt con chú nó ra. Cắt cái cánh, bỏ lại thì nó sẽ dụ. Đây là mình giữ con ông lại, giữ ông chú, giữ bầy đàn lại luôn. Phải khó mày. Tiếng đi. Đừng giữ ông chú ba số. Tiêu rồi. Đây nè. Trời ơi, vậy cái bự dư. Thấy nó gà. Đây nè, ông chúa nè. Đó, ông chúa thấy đó. Thấy mày. Ông chúa này thấy không? Thấy không? Ừ. Nó đó. Nó khác với ông kia, mày cần nhìn nó quay. Con kia nó. Anh vịn giùm cái. Đấy, đưa tay đây, nó cắt cho. Không được. Cắt bậy. Cắt bậy nó chết nồng luôn à. Cho em bỏ nó đàn. Ông mày, ông mặt. Ông gùi khác nữa. Đây là con chúa nè. Rồi bây giờ mình giữ lại. Rồi đó, vậy là nó ổ này nó cứ ở với mình hoài. Nửa tháng mình lấy mặt một lần. Rồi con cháu mày đi hả? Không, con cắt cái gì mà? Có con à. Thôi. Con này là nè, trả lấy thuốc đẻ ra. Đó là giờ mình giữ lại rồi nửa tháng sau mình lấy mặt tiếp. Có lấy mặt được không chứ? Không, cái này mình mới bắt để coi có mặt chưa. Có nhưng mà hết tập kết gì hết. Mình bán mặt ông cung chàm. Chưa. Lít chắp trăm rưỡi. Đây nè, mặt nó mệt. Không có nhiều chứ có nhiều. Có mà nó chưa có nhiều. Tại giờ. Rồi giờ mình để đâu rồi? Để lên. Để lên nhãn thì nhãn có bông này có bông. Cái cộng dây mới hổm còn. Ngủ đi. Nó vẫn bố dưới.